đường hoa thì là như các bạn thấy là chúng ta không được phép can thiệp vào mặt sàn, mặt đá ở sàn, cho nên là những cái thi công về mái vòm là khá là vất vả và khó khăn. Công ty luôn chú trọng vào một cái đại cảnh được có vị trí ở giữa trung tâm giữa đường hoa, và cái đại cảnh này theo mỗi năm thì đều có những cái concept riêng và bám theo cái thông điệp của môi trường. Và năm nay thì là bức tranh mùa xuân, chúng tôi muốn thể hiện một cái ước mơ, mong muốn có một cái bầu không gian trong lành